Những người hay bị nổi mụn, ngứa, lở miệng, đau răng, sỏi niệu. Có thể cải thiện tình trạng bệnh bằng cách dùng kế thường xuyên. 1. Sưng cớp gây đau nhức. Lấy 2-3 quả kế, rửa sạch rồi xay hoặc giã nhuyễn để lấy nước. Thêm nước sôi để nguội vào nước kế, chiên nóng ngày 2 lần. 2. Làm nhuận tràng, giải nhiệt, tốt cho người hay bị ngứa, nổi mụn trên da. Ăn kế vào buổi sáng và tối, mỗi lần một quả. Hoặc lấy 500 kế tươi giã nát, hoặc xay rồi nấu lên. Lấy nước này rửa chậu ngứa rất hiệu nghiệm. 3. Sỏi niệu làm đi tiểu khó, đau rát. Lấy 3-5 quả kế rửa sạch, giã nát, quấy đều với nước sôi để nguội rồi nóng dần. 4. Tức ngực, chứng bụng, tiêu hóa kém. Lấy kế đem ngâm vào giấm. Lấy nửa quả nhai nhuyễn rồi nuốt từ từ. 5. Ho do phong nhiệt, lở miệng, đau răng. Lấy 1-2 quả kế rửa sạch, nhai nát rồi nuốt.